Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Đường Tam với tên gọi thuần chủng Việt hóa gọi là Đường Ba. Anh ấy mặc dù không may mắn, nhưng là nhân vật cực kỳ lỗi trong Đấu La Đại Lục. Với những lần Đường Tam vác đồ đi trộm hồn thú, thì kiểu gì anh ấy cũng phải phá đảo thế giới ảo, như là hấp thu hồn hoàn vượt cấp, hay đánh quái bằng da vật phẩm toàn đồ VIP 1 đến VIP cuối. Bởi vậy Đường Tam có quá nhiều đồ trên người, nên hắn đến cuối cùng cũng có đủ bộ lắp ráp hồn cốt trên người. Ở video này anh em cùng mình bình luận các hồn cốt từng xuất hiện trong Đấu La Đại Lục. Thứ nhất là 80 căng nhện bát chu màu. Đường Tam sau khi cùng nhóm sửa lấy khóc mua đồ vác dao súng dựa tội săn đi rừng ở tinh đấu đại xâm lâm thì may mắn gặp được hồn thú 10 vạn năm là con khỉ thái thản cự viên. Và thái thản cự viên đã bế em thỏ tiểu vũ để hỏi thăm tình hình sức khỏe, cô còn thích ăn chuối nữa không? Thì Đường Tam trong lúc lùa theo dấu vết mùi cơ thể của tiểu vũ và thái thản cự viên, anh ấy đã chạy sai làn đường lệch tọa độ, vì vậy đã đánh chết được con nhân diện ma chu khoảng 2.000 năm. Sau khi hấp thụ xong hồn hoàn thì con nhện này cho Đường Tam thêm khối ngoại phù hồn cốt 80 càng nhện sau lưng. Tác dụng của khối hồn cốt này là khả năng đâm từ 80 càng nhện và bắn ra chất dịch độc tố, mà lại độc tố này hình như chỉ có Đường Tam mới có thể giải được. Ngoài ra thì bát chu mâu của Đường Tam còn có thể nâng cấp tiến hóa nếu anh ấy thường xuyên nạp cạc cho nó, là bằng cách dùng cẳng chân nhện đâm vào đối thủ hoặc hồn thú để hấp thu hồn lực và tu vi của chúng. Thứ hai là hộp sọ đầu cốt của Độc Cô Bác. Độc Cô Bác xuất hiện lần đầu trong Học viện Thiên đấu Hoàng gia, kèm theo danh hiệu Phong Hào Đấu La cực kỳ oai. Ông ấy đã khiến Học viện Sở Lách Khắc vội vã quay xe rời khỏi khu vực phạm vi Học viện Thiên đấu khi Học viện Sở Lách Khắc di chuyển đến Học viện Thiên đấu lấy trợ cấp. Tuy nhiên sau khi Độc Cô Bác nghe được lời nói của cháu gái nhạn tử, Độc Cô Bác đã phóng xe theo sau bắt Đường Tam đến băng hỏa Liễu Nghi Nhãn để bắt nạt. Ở đây ông đã phải giao tranh với đại sư Phát Đức Liễu Nhị Long, bởi thế anh em mới thấy được khối sọ hồn cốt của Độc Cô Bác. Theo như lý giải của mình thì khối sọ đầu cốt của Độc Cô Bác có được là từ một hồn thú cao cấp nhất trong xà tộc Mỹ Độ Toa Vương. Vì vậy kỹ năng của khối hồn cốt này cũng tương đồng với sức mạnh thần thoại của Mỹ Độ Toa. Chỉ cần mọi người nhìn vào ánh mắt cùng với vẻ đẹp nghiêng xe máy cháy ô tô nổ lốp xe tăng của Mỹ Độ Toa thì đều hóa thành đá. Còn kỹ năng của Độc Cô Bác cao hơn một xíu so với Mỹ Độ Toa là không cần nhìn vào sắc đẹp của ông ấy, mà tất cả mọi vật khi nhìn vào mắt khối hồn cốt của Độc Cô Bác thì sẽ bị hóa thành đá. Thứ ba là hộp sọ đầu cốt của Tượng Giáp Tông. Trong cuộc thi đấu tinh anh cấp cao, Tượng Giáp Học viện đối đầu với Học viện Sở Lách Khắc. Vì Sở Lách Khắc quá mạnh và rất cơ động thời điểm hiện tại, đến nỗi đội trưởng Hồ Diên Lực cấp 43 chỉ huy Tượng Giáp Học viện cũng không thể chịu được lối đánh thả diều khó chịu của Học viện Sở Lách Khắc, là vừa bay trên không vừa sử dụng hồn kỹ, nên hắn đã phải sử dụng khối đầu hồn cốt. Tuy nhiên đầu cốt này chỉ bảo vệ được phần đầu, còn về các bộ phận khác thì nhóm Sở Lách Khắc cũng dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự. Thứ tư, khối sọ hồn cốt của Thi Niên, về sau của Triệu Anh Vinh. Thi Niên là giáo viên hành nghề vài chục năm của Thương Uy Học viện. Ở trong cuộc thi đấu tiến hành cấp cao, Thi Niên đã lợi dụng quyền hành và cấp độ của mình để bắt lẻ Đường Tam, cho là Đường Tam đi một mình về dãy nhà trọ của Học viện Sở Lách Khắc. Với cấp độ hiện tại của Thi Niên là 72 cấp, cộng thêm các hồn kỹ có thể gây ra ảo ảnh sống động chân thực đến từng sợi lông. Ví dụ như hình ảnh của nữ diễn viên Majia Ozawa, hay một số hình ảnh Full HD không che của những idol khác thì Thi Niên đều tạo ra được. Còn ảo giác Thi Niên tặng cho Đường Tam mà không cần bú đá hút kẹo chơi kèo bóng cười là quay về cảnh Đường Tam ở kiếp trước bị các trưởng lão của đồng môn luận tội ăn cướp ăn trộm huyền thiên bảo lục. Tuy nhiên hắn có tử cực ma đồng nên đã phá giải được ảo ảnh của Thi Niên. Ngoài ra thì Đường Tam còn bật hack nhân vật chính là giết chết tên Thi Niên hồn thánh bằng ám khí Diêm Vương Thiếp. Vì vậy Đường Tam đánh quái hay giết người auto bằng da đồ tốt là khối đầu hồn cốt. Do đó về sau Đường Tam đã tặng lại cho Triệu Anh Vinh để lấy mối quan hệ. Thứ năm là ba khối hồn cốt trong cuộc thi đấu tiến hành cấp cao. Sau khi vào trận chung kết trong cuộc thi đấu tiến hành cấp cao với Vôn Điện, Hồ Liệt Na đã bị Đường Tam đánh cho dập hết mông với đít nằm bệt ngay trên sân bê tông. Hai cả tổ đội Vôn Điện đã bị Sở Lách Khắc chấm dứt chuỗi thống trị ngôi đầu bảng suốt bao nhiêu năm trời tại cuộc thi đấu tiến hành cấp cao. Do đó Giáo Hoàng Mỹ Bị Đông đã trao lại ba cục xương một cốt cho Học viện Sở Lách Khắc. Bấy giờ đại sư Đồng Mòi đã căn cứ vào những kiến thức của mình nên đã đưa cho từng thành viên phù hợp về hồn cốt trên cơ thể. Đường Tam thì được khối sọ hồn cốt tinh thần trí tuệ. Em mèo chú Trúc Thanh được cục xương dài 20 phân cấp tốc tiến hành chi truy phong tả thối chân bên trái. Và Mã Hồng Tuấn là bảo liệt chi hỏa diễm hiệu ti tay bên phải khoảng 20 cm.
Cảm ơn anh em hãy đón xem hồn cốt phần 2.